Sù 200 củ, quá đã luôn em Sù từ gốc tới ngọn luôn Nhưng mà ngạc nổi hồi Tết này khi xả tàn lạc lá Thì nửa cây dưới phát triển bình thường Mà nửa cây trên thì nó không chịu phát triển Mình mới khui bầu, mình coi thử cho ông anh thì đất á, là nó khô gan luôn ổng mới tưới rồi á, mà nó còn vậy đó anh em hai hôm trước là nó nó khô nứt nẻ phía dưới luôn thì mình tìm hiểu á, là do xả tàn xong cái là chú không có dám tưới nước tưới ít thôi bắt đầu nó vừa nước nó yếu nó thiếu nước cái là càng sợ tưới sợ nó uống rễ cái là không tưới luôn cho nên là nó thiếu dinh dưỡng rồi nó thiếu nước và nó do chắc trồng á, là ba năm rồi á, là chú này á, là không có thai anh em mình ha mà lúc trồng á, là do là trộn đất thiệt là nhiều cho nên bây giờ khi tưới nó gây cái tình trạng á, là nó hồ mặt tưới nó không có xuống năm chất trồng rất là quan trọng anh em mình phải chọn làm sao cho nó tơi xốp anh em mình nha và tưới nước làm sao phải đủ ẩm thì cây mình mới phát triển ổn định được vậy thì cây như vậy mình xử lý bằng cách nào anh em hãy follow kênh mình để theo dõi clip tiếp theo nha để đặt hàng các bác bấm liên hệ hotline 0931 330 884 hoặc bấm vào link trong phần bình luận hoặc bấm vào nút hướng dẫn đặt hàng để được miễn phí ship nhé